Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điều đến nhà cầm quyền và vua chúa vì thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì, vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì. Vì chưng không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của cha các con nói trong các con. Anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con cái sẽ chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, có một nghịch lý mà giáo phụ Tertulliano đã nói và là một cái câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần trong giáo hội chúng ta. Máu các thánh tử đào là hạt giống sinh ra các Kitô hữu. Nói như thế thì càng bách hại thì càng có thêm người đến được với Chúa, đến được với niềm tin. Và thực sự ngày xưa bách hại, ngày nay không phải là không có đâu, nhưng mà những bách hại ngày nay nhiều khi người ta lại tìm đến những cơn cám dỗ. Ngày xưa thì nó bắt người ta chọn lựa một cách quyết liệt, nhưng ngày nay thì nó dụ dỗ người ta. Có những cuộc bách hại bên ngoài chẳng có gì đáng sợ cả, ví dụ như là lễ lạc hào nhoáng bên ngoài, nhà thờ to lớn, các trung tâm mục vụ thiện nghi, vân vân. Nhưng mà anh chị em chúng ta nhớ lại cách đây vài chục năm, khi mà lúc đó chúng ta còn phải đi lễ ở bên Cẩm Mỹ, ở Quảng Thành, vân vân, và xe cũng chẳng có để đi. Nhưng mà lúc đó lòng đạo nó sốt sắng. Ngược lại bây giờ thì xe đầy đủ tiện nghi hết, nhà thờ ngay bên, nhưng mà bỏ lễ lại trở nên cái chuyện dễ dàng. Tại sao vậy? Bởi vì con đường mà Chúa mời gọi chúng ta bước vào là con đường của tình yêu. Con đường đó đi kèm với cái hy sinh. Và khi mà chúng ta được mọi sự thoải mái thuận tiện, cái hy sinh nó mất dần, nó bớt dần, thì tình yêu nó cũng suy kém đi. Ngày nay người ta bị bách hại để bỏ đạo bởi cái danh vọng, bởi cái tiền bạc và bởi cái lạc thú, giành nhau chức vị, giành nhau chỗ ngồi và tranh chấp nhau câu ăn tiếng nói. Tiền bạc thì làm cho nhiều người có đạo, nhưng mà rồi bỏ lễ Chúa Nhật để mà đi làm thêm. Và đôi khi người ta bỏ lễ với lý do là mắc đi làm thêm, nhưng đó chỉ là cái lý do đưa ra để mà cho cái tính lười của mình nó được thỏa mãn. Rồi bây giờ cũng là cái thời mà người ta được hưởng thụ, được ăn, được chơi. Và những cái phim ảnh xấu không thiếu ở khắp nơi này nơi kia. Và phải nói được bây giờ bách hại nó còn nghiêm ngặt, nó còn đáng sợ, còn nguy hại hơn là những cái bách hại hồi xưa. Và đứng trước những bách hại của thời xưa cũng như thời nay, cái điều quan trọng nhất mà chúng ta cần phải có, đó là hồi xưa thì người ta bắt đạp lên thập giá của Chúa, nhưng mà ngày nay thì người ta bắt đạp lên, bỏ đi những hy sinh trong cuộc sống. Thập giá là cái giá để chịu khổ. Bây giờ người ta không muốn chịu khổ nữa, người ta tìm mọi cái có lợi cho mình và có cái định nghĩa về Thiên Chúa. Hai định nghĩa: Thiên Chúa là sự thật, Thiên Chúa là tình yêu. Vậy thì có thể nói được ngày xưa người ta bắt đạp lên thập giá, và người ta thấy rõ ràng thì không đạp. Nhưng mà ngày nay,
Thiên Chúa là sự thật, vậy thì ai gian dối là đã chối đạo rồi, bỏ đạo rồi. Chúa là sự thật thì mình phải sống theo sự thật. Chúa là tình yêu thì mình phải sống theo tình yêu. Và văn hóa bây giờ trong nhiều phim đưa ra cái lẽ sống của những anh hùng, mà trong đó có loại trừ người khác. Miễn là mình được đưa lên, miễn là mình được tôn trọng, miễn là mình được có lợi, có quyền, có thế, vân vân. Và một trong những cái điều mà ta thấy gọi là đạp lên không chỉ thập giá Chúa mà còn đạp lên chính Chúa nữa, nghiêm trọng hơn như vậy không? Nhưng mà anh chị em chúng ta xét mình lại đó, có một câu Chúa nói rõ ràng lắm: những gì các con làm cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của ta là làm cho chính ta. Như vậy thì đâm ra rốt cuộc là khi mình nói xấu người khác, khi mình nóng nảy, mình chửi bới, khi mình hận thù người khác, khi mà mình tính toán hơn thiệt để rồi dành cái lợi cho mình mà cái khổ cho người. Nói chuyện chẳng hạn như bây giờ Đức Cha mà có đến rồi ngồi ăn chung với chúng ta, trong bàn cắt ra cái bánh, ta nhường cho Đức Cha cái miếng lớn nhất, còn ta thì ta chọn cái nhỏ hơn. Còn ngược lại, nếu mà không phải là Đức Cha đó, mà là một người, một ông nào đó, một bà nào đó, thì ta sẽ khéo léo cách nào đó để mà người ta không thấy được, để mà lấy cái miếng to cho mình, vân vân. Và với Đức Cha thì chúng ta thấy mình đã khác rồi. Vậy thì với cái người mà cứ gọi là hèn kém thì mình càng sự khác hơn. Mà Chúa không đồng hình đồng dạng với Đức Cha, với các đấng, các bậc, mà Chúa lại tự ví mình, và thực sự là thế. Những gì các con làm cho một trong những anh em nhỏ bé nhất của ta là làm cho chính ta. Vậy thì ngược lại với cái cám dỗ bây giờ thì chúng ta có những kiểu tự đạo bây giờ. Chúng ta biết có cái tự đạo trắng là tự đạo của những ai đã khấn đức khiết tịnh, cử đạo hồng là đổ máu ra, và cái tự đạo xanh là tự đạo để sống tình yêu thương. Nói là dễ nhưng mà không phải dễ đâu, nó cũng đau lòng xót dạ, nó cũng phải gồng mình lên. Là chi vậy? Là làm thinh và nói tốt về mọi người chung quanh, cả những người mà ta thấy xấu 100%. Nhưng mà ai mà lại xấu 100% được không? Họ có một cái tốt nào đó, ta nói tốt về người khác, rồi tha thứ, rồi chịu đựng. Và khi gặp một người nào đó mà chưa xấu với ta, ta xử tốt với họ, họ chưa xấu với ta, thì ta thinh lặng chịu đựng và có một lời cầu nguyện cho người đó. Thì thực sự mà nói, đó là cái tự đạo xanh, tự đạo của tình yêu thương. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã ban cho tổ tiên chúng ta một đức tin thật là mạnh mẽ, đức tin sống bởi đức ái. Và xin cho chúng ta cũng biết sống cái đức ái để mà không tự đạo trắng được, tự đạo của đức khiết tịnh, không tự đạo hồng được, tự đạo của đổ máu, thì ta tự đạo xanh là tự đạo sống yêu thương đúng như lời Chúa dạy. Các con hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho những người ngược đãi các con. Amen.